trong chương trình phát thanh tối thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam chúng tôi xin gửi đến quý vị tin tức cho hay những tiếng xì sầm thẳng thốt vang lên trong hội trường Đại hội đồng Liên hiệp quốc hôm thứ ba khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên nếu bị đe dọa We will have no but to totally North Korea. chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết ngay sau đây tiếp đến là những tin tức cập nhật khác về Việt Nam với những phân tích và bình luận về vụ công bố một loạt những sai phạm của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có phóng sự xã hội của nhóm cộng tác viên gửi từ Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba leo thang cuộc đối đầu với Triều Tiên về thách thức hạt nhân của nước này, đe dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn đất nước 26 triệu dân này và chế giễu lãnh tụ Kim Jong-un là ông hỏa tiễn. Trong bài phát biểu đầy những lời lẽ cứng rắn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Trump vẽ nên một bức tranh ảm đạm về thế giới đang lâm nguy, hô hào phương sách tiếp cận mang tính đối đầu hơn để giải quyết những thách thức toàn cầu từ Iran cho tới Venezuela và bênh vực chủ quyền của Mỹ không chút e dè. Hoa Kỳ có nhiều sức mạnh và sự kiên nhẫn, nhưng nếu Hoa Kỳ buộc phải phòng vệ chính mình hoặc các đồng minh của mình, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên. Ông Trump phát biểu trước Tổ chức Thế giới 193 thành viên, theo sát ngôn từ của bài diễn văn. Trong khi những tiếng xì xầm thẳng thốt rộ lên trong hội trường, ông Trump mô tả ông Kim bằng giọng điệu mỉa mai, nói rằng, ông Hỏa Tiễn đang thực hiện một sứ mệnh tự sát cho chính mình và chế độ của mình. Những phát biểu của ông làm kinh động các nhà lãnh đạo thế giới tề tựu trong hội trường giác cẩm thạch xanh của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, nơi mà vài phút trước Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo vận dụng tài trị quốc, nói rằng chúng ta không được mộng du vào chiến tranh lời đe dọa tấn công quân sự trực tiếp nhất của ông trump nhắm vào triều tiên trong lần xuất hiện đầu tiên của ông tại đại hội đồng là biểu hiện lo ngại mới nhất của ông về việc bình nhưỡng liên tục phóng những phi đạn đạn đạo bay ngang qua nhật bản và thử nghiệm hạt nhân trong lòng đất các cố vấn của ông trump nói ông lo ngại về những tiến bộ của triều tiên trong công nghệ phi đạn và những phương tiện sẵn có ít ỏi để đáp trả một cách hòa bình mà không có sự trợ giúp của trung quốc hãng tin reuters tường thuật rằng bên trong hội trường một người đàn ông trong cử tọa dùng tay che mặt ngay sau khi ông trump thốt ra cụm từ hủy diệt hoàn toàn còn bộ trưởng ngoại giao thụy điển marco wallstrom thì khoanh tay nghiêm nghị bà wallstrom sau đó nói với đài bbc đó là một bài diễn văn sai lầm không đúng thời điểm không đúng đối tượng khán giả nhưng ông trump không lùi bước sau đó ông lên twitter viết lại một dòng trong bài diễn văn mà trong đó ông tuyên bố hủy diệt triều tiên nếu cần thiết một nhà ngoại giao cấp thấp của triều tiên ngồi ở ghế đầu của phái đoàn nghe bài diễn văn của ông trump phái bộ bắc triều tiên cho biết như vậy phái bộ này không hồi đáp ngay tức thì yêu cầu bình luận reuters cho biết tại đức thủ tướng angela merkel nói bà sẽ làm tất cả để đảm bảo một giải pháp ngoại giao bất cứ điều gì khác sẽ dẫn đến thảm họa bà nói bà diễn văn đào tò búa lớn của ông Trump với phong cách trực ngôn mà ông từng sử dụng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái, trái ngược với phát biểu của một số thành viên nội các của ông, những người đã nói rằng họ mong muốn một giải pháp ngoại giao. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, người mà hồi đầu tháng này đã nêu ra khả năng của một phản ứng quân sự ồ ạt nếu cần, hôm thứ Ba nói với các phóng viên Lầu Năm Góc rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson đang nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng bằng phương sách ngoại giao. Trong bài diễn văn như sấm nổ dài 41 phút, ông Trump cũng đã kích tham vọng hạt nhân và ảnh hưởng khu vực của Iran, chế độ dân chủ đang sụp đổ của Venezuela và mối đe dọa của các phân tử Hồi giáo cực đoan. Nhưng những lời mạnh mẽ nhất của ông lại nhắm vào Triều Tiên. Ông kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc hợp sức để cô lập chính quyền của ông Kim cho đến khi chính quyền này chấm dứt hành vi được ông Trump mô tả là thù địch. Luật sư của Tổng thống Donald Trump ngày 19 tháng 9 bác bỏ việc ông hay ông Trump thông đồng với Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái và nói những cáo buộc như vậy chỉ nhằm vào việc làm mất tín nhiệm chức vụ tổng thống của ông Trump. Tôi dứt khoát tuyên bố là tôi không có bất cứ dính líu nào với Nga trong tiến trình bầu cử của chúng ta, ông Michael Cohen nói trong một tuyên bố chuẩn bị sẵn cho cuộc gặp với các nhà điều tra ủy ban tình báo thượng viện, nhưng cuộc họp này cuối cùng đã bị hoãn lại trong tư cách là một người kề cận tổng thống khi ông còn là một ứng cử viên, tôi có thể nói rằng tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì, ngay cả một sự gợi ý, chứng tỏ ông liên hệ đến sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử của chúng ta hay bất cứ hình thức thông đồng nào với Nga, ông Cohen nói. Sau khi tuyên bố được các tổ chức truyền thông loan tải sáng ngày 19 tháng 9, ông Cohen và luật sư của ông là Stephen Ryan đến Điện Capitol để được các nhà điều tra Ủy ban Tình báo Thượng viện phỏng vấn kín, nhưng được thông báo là ủy ban đã quyết định hoãn cuộc gặp. Ủy ban Thượng viện cũng như những ủy ban khác của Quốc hội và công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và liệu ông Trump hay những phụ tá cao cấp có thông đồng với Moscow hay không. Tên của ông Cohen xuất hiện trong một hồ sơ do cựu nhân viên tình báo Anh Christopher Steele viết nói rằng ông Cohen đóng một vai trò quan trọng liên lạc với chính phủ Nga và bí mật gặp các giới chức Điện Kremlin tại Praha, Cộng hòa Czech, vào tháng 8 năm 2016. Trong một tuyên bố, ông Cohen nói hồ sơ Steele là gian dối với những điều không đúng sự thật và là những cáo buộc cố ý và bộ nhỏ. Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ đến Praha hay bất cứ nơi nào tại Cộng hòa Czech, ông Cohen nói. Các giới chức tình báo Mỹ hiện nay và trước đây nói trong khi họ không kiểm chứng được tất cả chi tiết trong hồ sơ của ông Steele, nhưng họ cũng không bác bỏ hoàn toàn hồ sơ này. Hiện chưa rõ tại sao cuộc gặp của ông Cohen với các nhà điều tra thượng viện bị hoãn lại. Vụ việc ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư thành ủy Đà Nẵng, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thông báo có một loạt sai phạm đang được nhìn nhận trái ngược nhau. Có ý kiến hoang nghênh vì cho rằng điều đó cho thấy cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang được đẩy mạnh, nhưng cũng có người dè dặt vì có dấu hiệu của thanh trừng phe phái. Ông Anh, người vào Trung ương Đảng khi mới 39 tuổi và từng được kỳ vọng là ngôi sao đang lên trong nền chính trị Việt Nam, hôm 18 tháng 9 đã bị công bố một loạt sai phạm trên cương vị là người lãnh đạo Đà Nẵng, trong đó có điều chuyển nhân sự, lỏng lẻo việc quản lý đất đai, chỉ định thầu không đúng nguyên tắc, nhận nhà và xe của doanh nghiệp, không trung thực về bằng cấp, những sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Mặc dù hiện chưa rõ ông anh sẽ chịu hình thức kỷ luật nào và hiện ông vẫn đang giữ chức bí thư Đà Nẵng, nhưng nhiều khả năng vụ việc này sẽ đã dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông anh. Vụ việc của ông anh diễn ra sau khi bí thư thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh là ông Đinh La Thăng cũng bị thông báo mắc những vi phạm rất nghiêm trọng và bị đưa ra khỏi bộ chính trị và bị cách chức bí thư thành ủy hồi tháng 5. Trong khi đó, các vụ án liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Ocean Bank đang được xét xử ráo riết. Trao đổi với VOA, ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội, nói rằng việc công bố sai phạm của ông Anh là dấu hiệu tích cực đáng ghi nhận trong cuộc chiến chống tham nhũng, vì theo ông, trước giờ người dân đều có ấn tượng rằng chống tham nhũng chỉ nắm được đằng cổ xuống mà không đụng đến được cán bộ cấp cao. Vấn đề là phải làm sao đánh giá cho chính xác, vì đó là vận mệnh chính trị của một con người, ông Dương Trung Quốc nói thêm. Ông Dương Trung Quốc không đồng tình với việc gán ghép việc xử lý các ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Xuân Anh với cuộc tranh chấp chính trị giữa các phe phái. Những việc làm gần đây bắt đầu từ công tác của đảng dẫn đến việc làm của cơ quan luật pháp cho thấy mọi việc đang diễn ra đúng mong đợi của người dân, ông nhận định. Tham nhũng gắn liền với vai trò của đảng vì muốn tham nhũng thì phải có quyền, mà ở Việt Nam, những người có quyền lực đều là đảng viên, Do đó yếu tố quan trọng nhất để có thể chống tham nhũng được là đảng có thật sự chống tham nhũng hay không, ông nói. Tuy nhiên, ông Huỳnh Ngọc trên một nhà hoạt động dân chủ ở Đà Nẵng nói với VOA rằng ông không tin việc công bố sai phạm của ông anh là đấu tranh chống tham nhũng. Điều khiến tôi bất ngờ là sai phạm của một ủy viên trung ương đảng và là bí thư một thành phố lớn lại được cho báo chí thông báo công khai, trong khi trước giờ những việc liên quan đến cán bộ cấp cao đều được giữ kín, ông giải thích. Riêng về trường hợp kỷ luật, ông Đinh La Thăng cũng bị báo chí đưa tin rộng rãi tương tự. Ông Trên cho rằng không thể so sánh vì lỗi lầm của ông Thăng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với ông Anh khi ông Thăng làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Anh có làm thiệt hại gì nhiều đâu so với một số cán bộ khác của đảng. Chỉ là một hai cái nhà, cái xe nhận của doanh nghiệp, trong khi vụ yên bái, biệt phủ của em ruột bí thư tỉnh ủy lại không nói tới. Ông nói thêm. Ông Trên nhìn nhận vụ việc của ông Anh là do phe phái. Việc đưa thông tin rộng rãi để bôi nhỏ ông Anh là để dọn đường dư luận, ông Trinh cho biết. Có khả năng bố ông Anh, ông Nguyễn Văn Chi cựu chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương thuộc phe nhóm nào đó mà người ta muốn triệt hạ nên người ta đẩy ông Anh xuống. Theo ông Trinh thì trong việc bổ nhiệm cũng như bãi nhiệm các ông Thăng và ông Anh thì người ta không nghĩ đến lợi ích của hai thành phố lớn mà hoàn toàn chỉ là do tranh giành phe phái. Đánh giá về ông Nguyễn Xuân Anh, ông Trinh cho rằng ông Anh là người trình độ non kém và hầu như chưa làm được gì cho Đà Nẵng ông chinh là người quen biết với ông anh vì hai ông có thời gian là đồng nghiệp ở báo thanh niên ngay cả việc sơn trà cho xây dựng công trình nghỉ dưỡng mà người dân đà nẵng đấu tranh để dẹp bỏ mà ông xuân anh cũng chưa có tiếng nói gì mạnh mẽ ông chinh cho biết theo ông chinh thì người dân đà nẵng chấp nhận việc ông anh là thái tử đảng nhưng những việc ông ấy làm và những gì ông ấy nói đều cho thấy ông ấy chưa đủ trình khi được hỏi về quá trình thăng tiến của ông anh ở báo thanh niên ông chinh cho biết Hồi Xuân Anh làm trưởng ban quốc tế thì tôi làm trưởng ban chính trị kinh tế xã hội. Tôi phấn đấu từ phóng viên rồi mới từ từ lên các cấp bậc cao hơn, còn Xuân Anh về thanh niên làm phóng viên một thời gian rồi lên làm trưởng ban. Khi đó ở ban quốc tế có nhiều người có khả năng hơn ông Nguyễn Xuân Anh, nhưng mà ông anh được cha là ông Nguyễn Văn Chi gửi gắm hay có sự trao đổi nào đó mà ông anh được lên sớm. Ông Huỳnh Ngọc Trinh cho biết Hai người đứng đầu Đà Nẵng đối mặt với các biện pháp kỷ luật sau khi một ủy ban Đảng xác định ban lãnh đạo thành phố có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng. Thông tin kể trên được ủy ban kiểm tra Trung ương thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo hôm 18 tháng 9. Ủy ban nói ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 có những sai phạm lớn trong công tác nhân sự, quản lý đất đai và nhận quà biếu. Cụ thể, Quyết định của Ban Thường vụ về luân truyền bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra cho hay. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật trong việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản triển khai dự án. Tuy nhiên, Ủy ban kiểm tra không đi vào chi tiết đó là những khu vực đất đai và dự án nào. Ủy ban kiểm tra nói thêm là trong công tác quản lý đất đai trật tự đô thị Thành ủy Đà Nẵng đã để xảy ra nhiều vi phạm gây bức xúc trong nhân dân. Về việc nhận quà biếu, Ủy ban kiểm tra chỉ ra rằng thành ủy thành phố có khuyết điểm khi đồng ý nhận và sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng sai quy định. Hồi tháng 2 năm nay, báo chí và dư luận Việt Nam ồn ào việc chính quyền Đà Nẵng nhận 8 ô tô loại sang do một số doanh nghiệp tặng. Khi đó, ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư của thành phố khẳng định với báo chí rằng không có tiêu cực trong vụ này. Nhưng trong thông báo mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định ông Nguyễn Xuân Anh, thiếu gương mẫu trong việc nhận và sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng. Ủy ban cũng nói vị bí thư Đà Nẵng còn sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp gây dư luận xấu trong xã hội. Những sai phạm lớn hơn của ông Xuân Anh theo Ủy ban Kiểm tra là ông phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ủy ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Đà Nẵng bị cáo buộc có biểu hiện áp đặt khi quyết định một số nhân sự, ngoài ra còn trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Ủy ban của Đảng nói những việc làm của ông Xuân Anh được cho là đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong ban thường vụ Thành ủy. Người đứng đầu Thành ủy còn bị ủy ban kiểm tra xác định là đã kê khai sử dụng bằng cấp không đúng quy định. Theo các hồ sơ được công bố, trong vòng gần 6 năm từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 12 năm 2006, ông Xuân Anh đã học và lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ về quản trị kinh doanh ở trường California Southern University Mỹ. Một bản tin của báo Tuổi trẻ cho biết, Bộ Giáo dục Việt Nam chưa công nhận bằng của trường đại học kể trên. Ủy ban kiểm tra của Đảng nói ông Xuân Anh đã thiếu trung thực trong vấn đề bằng cấp. Việc làm của ông vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định về những điều đảng viên không được làm, ủy ban nói thêm. Một nhân vật khác trong ban lãnh đạo Đà Nẵng là ông chủ tịch ủy ban nhân thành phố Huỳnh Đức Thơ bị ủy ban kiểm tra xác định phải cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy. Thông báo của ủy ban nhấn mạnh những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng cũng như của hai ông Xuân Anh và Đức Thơ là nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật. Nhận định về những diễn biến tới đây, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói với VOA từ Hà Nội. Tôi nghĩ rằng là cái việc chắc chắn là ông Nguyễn Xuân Anh sẽ thôi chức bí thư thành ủy Đà Nẵng và thôi chức chủ tịch hội đồng nhân dân của thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra thì cần phải xem xét xem rằng với những sai lầm như vậy ông ấy có còn xứng đáng là ủy viên trung ương đảng hay không đấy là một quyết định mà tôi hy vọng rằng là mỗi anh chị sẽ xem xét và trình ra hội nghị trung ương 6 của ban chấp hành trung ương trong thời gian sắp tới đây. Tiến sĩ Doanh nhận xét thêm thông báo của Ủy ban kiểm tra về sai phạm của ban lãnh đạo Đà Nẵng và cá nhân Bí thư Thành ủy là một bước tiến theo hướng nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật và xử lý kỷ luật không có vùng cấm. Ông Nguyễn Xuân Anh, 41 tuổi, là con trai cả của ông Nguyễn Văn Chi, cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng từ năm 2002 đến 2011. Ông Xuân Anh đã thăng tiến nhanh từ tháng 4 năm 2014 khi được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và hơn một năm sau, tháng 10 năm 2015, trở thành Bí thư Thành ủy, chức vụ quyền lực nhất trên thực tế tại thành phố được cho là phát triển ngoạn mục nhất ở Việt Nam. Việc một cán bộ trẻ như ông Xuân Anh phải đối diện với các biện pháp kỷ luật dẫn đến một số bàn luận trên mạng xã hội về tác động của sự kiện này đến công tác trẻ hóa cán bộ ở Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đưa ra ý kiến. Trường hợp của Nguyễn Xuân Anh là vấn đề cá nhân của ông ấy. Không nên là có nhận định khái quát là những người cán bộ trẻ đều dễ mắc kỷ luật và sai phạm và cái chủ trương trẻ hóa với lãnh đạo và cán bộ kế cận là không thích hợp hay cần phải xem xét lại. Ông Lê Xuân Anh từng truyền cảm hứng cho giới trẻ Đà Nẵng cần phấn đấu và mơ đến việc nắm những chức vụ quan trọng trong chính quyền. Báo chí từng trích dẫn phát biểu của ông nói rằng các bạn cũng phải mơ ước một ngày nào đó sẽ làm bí thư, chủ tịch, phó bí thư, chứ không thể cam chịu làm đoàn viên mãi được. Đó là trong tầm tay các bạn. Nếu cố gắng thì cơ hội sẽ đến với mình. Lãnh đạo thành phố không hẹp hòi gì với các bạn để tạo cơ hội. Tuy nhiên, Kết luận vừa rồi của Ủy ban kiểm tra cho thấy một hình ảnh khác về ông Bí thư, vụ lợi cá nhân, không trung thực, hành động quá thẩm quyền và áp đặt trong công tác nhân sự. Quán... Triều tiên dọa nhấn chìm Nhật biến Mỹ thành cho tàn và bóng tối. Nga tiến hành cuộc tập trận Zapa rầm rộ khiến phương Tây lo ngại. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của Đài VOA. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hôm 14 tháng 9 đề nghị với tòa án mức án tử hình đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank, cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN. Ông Sơn, 55 tuổi, là nhân vật chủ chốt trong số 51 người đang bị xét xử trong vụ một ngân hàng cổ phần thất thoát gần 2.000 tỷ đồng, gây chấn động cả nước, thường được gọi là Đại án Kinh tế Ocean Bank các tội dẫn đến việc ông Sơn phải đối mặt với án tử hình là tham mô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Một bị cáo quan trọng khác trong vụ này, ông Hà Văn Thắm, 44 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Ocean Bank, bị viện kiểm sát đề nghị mức án trung thân. Ông Thắm bị buộc tội giống ông Sơn, ngoài ra còn có thêm tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bản luận tội của Viện Kiểm sát được báo chí Việt Nam dẫn lại nói ông Nguyễn Xuân Sơn, Sơn trong thời gian được PVN cử sang giữ chức Tổng giám đốc Ocean Bank đã lạm dụng chức vụ quyền hạn. Cụ thể, ông Sơn đã yêu cầu ông Hà Văn Thắm chi thêm tiền chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với tiền gửi của PVN và giao cho ông Sơn toàn bộ số tiền đó. Sở dĩ ông Sơn có thể làm như vậy vì ông lợi dụng vị thế của PVN là đối tác chiến lược có lượng tiền gửi lớn tại ngân hàng. Khi đó ông cũng giữ tư cách là người đại diện phần góp vốn của PVN tại Ocean Bank. Từ năm 2009, PVN nắm lượng cổ phần trong Ocean Bank trị giá 800 tỷ đồng. Trong khi đó, về lý thuyết là cấp trên của ông Sơn, ông Hà Văn Thắm ở cương vị chủ tịch hội đồng quản trị đã không phản đối yêu cầu của ông Sơn mà còn triển khai tích cực việc trì tiền lãi ngoài hợp đồng. Bản luận tội xác định rằng vì việc đó, ông Thắm giữ vai trò đồng phạm với ông Xuân Sơn. Trong diễn biến mới nhất được báo chí trong nước tường thuật, sau khi Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với ông Sơn, chiều ngày 14 tháng 9, luật sư của ông đã đưa ra chứng cứ quan trọng nhằm gỡ tội cho thân chủ. Tin cho hay, luật sư Nguyễn Minh Tâm đã trưng ra văn bản ngày 7 tháng 9 năm 2010 do Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, khi đó là ông Đinh La Thằng ký, văn bản này yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải thực hiện mở tài khoản tại Ocean Bank, thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại Ocean Bank. Một đoạn trích trong văn bản cho thấy ông Đinh La Thăng chỉ đạo rằng các đơn vị khẩn trương phối hợp với Ocean Bank thực hiện và phải báo cáo kết quả về tập đoàn trước ngày 15 tháng 10 năm 2010. Luật sư Tâm lập luận rằng do có chỉ đạo bằng văn bản ở cấp lãnh đạo cao nhất của PVN là ông thăng nên ông Sơn không thể làm trái. Nói cách khác theo luật sư Tâm, ông Sơn không thể dùng tư cách cá nhân yêu cầu các đơn vị phải gửi tiền. Vì thế không thể quy buộc ông Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng uy tín vị thế và sự phụ thuộc của Ocean Bank vào nguồn tiền của PVN để gây áp lực và chi phối lãnh đạo Ocean Bank phải chi tiền lãi ngoài. Luật sư Tâm phát biểu tại tòa được báo chí trích đăng lại. Tình tiết mới này đang làm nóng lên những phỏng đoán rằng cuộc chiến chống tham ô tham nhũng do Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đang ngày càng quyết liệt hơn. Một số luật sư và nhà quan sát đề nghị không nêu tên nói với VOA rằng họ không loại trừ khả năng nhà chức trách Việt Nam sẽ có hành động pháp lý đối với ông Đinh La Thăng. Ông Thăng đã bị kỷ luật phải ra khỏi Bộ Chính trị đầy quyền lực hồi tháng 5 năm nay, đồng thời cũng thôi chức bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định kỷ luật của Đảng Cộng sản nói khi có nắm chức vụ lãnh đạo cao nhất ở PVN, ông Thăng đã mắc những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Ông Thăng cũng đã từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Theo thông tin từ phiên tòa xét xử vụ Ocean Bank đến cuối năm 2014, ngân hàng này đã chi hơn 1.500 tỷ đồng ngoài hợp đồng cho hơn 50.000 cá nhân và gần 400 tổ chức gửi tiền tại ngân hàng. Chi tiết gây chấn động là trong 1.500 tỷ đó có hơn 246 tỷ chi riêng cho ông Nguyễn Xuân Sơn, khi đó là phó tổng giám đốc PVN và bị ông này chiếm đoạt. Viện Kiểm sát nói các lãnh đạo của Ocean Bank đã mắc nhiều sai phạm trong công tác điều hành dẫn đến việc ngân hàng bị mắc những khoản nợ xấu rất lớn. Tính đến cuối tháng 3 năm 2014, nợ xấu đạt gần 15.000 tỷ đồng, ngoài ra là khoản lỗ hơn 10.000 tỷ đồng. Dường như để tránh nguy cơ ngân hàng phá sản gây tác động dây chuyền không lường trước được, nên đầu tháng 5 năm 2015, ngân hàng nhà nước đã mua lại Ocean Bank với giá không đồng. Ngoài ông Sơn và ông Thắm, 49 bị cáo khác đang đối mặt với các mức án từ 18 tháng tù treo cho đến 27 năm tù. Bà Nguyễn Minh Thu, một cựu chủ tịch hội đồng quản trị khác của Ocean Bank, có thể chịu hình phạt từ 24 đến 27 năm tù về tội cố ý làm trái và lạm dụng chức vụ quyền hạn. Từ những gì thu thập được qua vụ Ocean Bank, Công an Việt Nam hôm 13 tháng 9 tuyên bố họ mở rộng điều tra sang những sai phạm liên quan đến các quan chức của PVN. Báo chí Việt Nam dẫn thông tin của Bộ Công an cho hay Bộ đã quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự xảy ra tại Liên doanh dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro, Petro, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí. Công an nói tội danh chính trong các vụ này là lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Thông tin sơ bộ từ công an cho hay Ocean Bank đã chi trả lãi ngoài tổng cộng là 120 tỷ đồng cho ba doanh nghiệp kể trên. Các nhà điều tra cho rằng việc nhận hoặc sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tình trạng tham ô tham nhũng ở Việt Nam đã bị một số tổ chức quốc tế đánh giá là nghiêm trọng. Chỉ số tham nhũng năm 2016 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng Việt Nam ở vị trí 113 trong số 176 nước. Tháng 3 năm nay, một khảo sát của Minh Bạch Quốc tế cho thấy Việt Nam đứng thứ hai về mức độ tham nhũng trong số 16 nước châu Á-Thái Bình Dương. Một phái đoàn